Bên tay phải trọng tài là đội chủ nhà Văn Môn trong trang phục áo xanh quần đen Hà Nội. Bắt đầu. Ghi biệt theo bóng. Vẫn còn. Tuấn Anh đọc bóng không qua lưới. Điểm bóng cho Yên Phụ 1-0. Và đội Văn Môn là đội rất đẹp, đội trong mơ với các cầu thủ trẻ, chiều cao tốt. Xét bóng không qua lưới. Điểm bóng cho Văn Môn 1-0. Quang Hải phát bóng. Văn Thỏa làm gì đây? Phản công cho Văn Môn. Rất tiếc. Điểm bóng cho Yên Phụ 2-1. Văn Môn chạm lưới, điểm trên phụ 3-1. Chắn bóng tốt, điểm bóng trên phụ 4-1. Văn Môn cố gắng lên. Điểm bóng cho Văn Môn 2-4. Và Đức Lộc, chàng trai trẻ của quê hương Phú Xá, anh sinh ra lớn lên trong gia đình rất giàu truyền thống bóng chuyền, từ thời các cụ các ông đến các cố chú đều thi đấu rất hay cho đội tuyển Văn Môn. Hôm nay cũng kịp về chắn bóng ra ngoài. Điểm bóng trên phụ 5-2. Nước Lan đã đóng tốt, điểm bóng cho Văn Môn 3-5. Văn Môn cố gắng lên. Đặt bóng tốt, điểm bóng cho phụ 6-3. Và chúng ta tiếp tục trở lại với trận đấu. Hiện tại điểm bóng đang là 6-3, nghiêng về các cầu thủ đến từ đặt bóng không qua lưới. Điểm bóng cho Tiên Phụ 7-3. Vâng. Các cầu thủ Văn Môn cố gắng lên, quay thoải mái lên với tinh thần của tuổi trẻ. Quang Miền làm gì đây? Quang Miền đã bóng tốt, điểm bóng trên phụ 8-3. Văn Môn xin đổi ý lần thứ nhất trong set đấu đầu tiên. Và Văn Môn thi đấu máu lửa lên, đó là sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả quê hương. Đây mới chỉ là những điểm số đầu tiên thôi, chưa có vấn đề gì. Trọng tài đã cho đội trở lại sân rồi. Cố lên anh ơi. Bóng là rất tốt bên phía đội Yên Phụ. Điểm bóng trên phụ 9-3. Điểm bóng đang là 9-3. Bước 1 là khá tốt. Đặt bóng chặn tay ra ngoài. Điểm bóng cho Văn Môn 4-9. Vâng, đội Văn Môn mà thắng trong trận đấu này thì anh Diễn và anh Bách sẽ thưởng 2 triệu đồng. Đây là nguồn động viên tinh thần, cổ vũ tinh thần rất rất mạnh mẽ của hai cựu cầu thủ của đội tuyển Văn Môn.
là khá tốt. Vẫn còn. Tiếp tục đổi đường sao cho Yên Phụ. Và đây là biên 2. Quay. Yên Phụ đã đóng tốt. Được bóng Yên Phụ 10-4. Nhẹ nhưng mà vào điểm chết. Yên Phụ mà thắng trong trận đấu này thì anh Bách thưởng 1 triệu đồng. Bóng lửa chắn là khá tốt. Quang Hải đập bóng tốt, điểm bóng cho Bách Môn. 5, 10. Tình huống tấn công chéo sân mà rất tốt. Bóng là A cầm xuống phần sân bên phía đội Yên Phụ. Vâng, Văn Môn ở Yên Phụ là đặt trong bảng A. Điểm bóng đang là 6 người rồi. Còn có cả đội tiến vào, vừa đội kết hợp, vừa thi đấu trận khai mạc xong. Cố lên! Hải! Đất này! Vẫn còn! Làm gì đây? Câu trả lời của Yên Phụ. Đập bóng rất mạnh nhưng vừa ra ngoài. Điểm bóng cho Văn Môn 6-10. Vâng, các cầu thủ trẻ Văn Môn đã bắt đầu cảm nhận được sức nóng trên sân và bắt đầu thi đấu rất bốc lửa. Giang Caravan phát bóng. Yên Phụ đập bóng tốt. Điểm bóng cho Yên Phụ 11-6. Xét bóng tốt. Điểm bóng cho Yên Phụ 12-6. Điểm bóng hiện tại đang là 12-6. Đang nghiêng về các chàng trai đến từ Yên Phụ. Và cội được trao cho ai đây? Bỏ bóng tốt. Điểm bóng cho Văn Môn 7-12. Hai của vận động viên số 2 bên phía Văn Môn đã cắt được chuỗi lên điểm. Văn Môn cố lên. Và Quang Toản phát bóng. Xin chào em Đạt Nguyễn nhé. Vẫn còn sự cố gắng của Văn Môn không thành công rồi. Rất tiếc. Đã bắt lỗi. Điểm bóng trên phụ. 13-7. Điểm bóng cho Văn Môn 8-13. Quang Hải phát bóng. Quả bóng tốt. Điểm bóng Yên Phụ 14-8. Tiếp tục là một điểm bóng tiếp theo được ghi cho Yên Phụ 14-8. Phát bóng ra ngoài, điểm bóng cho Văn Môn 9-14. Phát bóng đi ra ngoài, khá đáng tiếc. Hiện tại thời tiết đang rất nắng. Tuấn Anh phát bóng. Vâng, Tuấn Anh là một cây cầu thủ trẻ lắm, anh 19 tuổi nhưng mà vẫn còn thủ rất hay. Điểm bóng cho Văn Môn 10-14. Một pha cứu bóng là 2. Tình huống cứu bóng và bóng đã bật sang phần sân bên phía. Tuấn Anh thủ bóng rất hay. Điểm bóng đang là 10-14 rồi. Đúng một tốt rồi. Đội được trao cho ai đây? Đây là số 3. Đã đang tiếp trò. Tiên Phụ đập bóng tốt. Điểm bóng Tiên Phụ 15-10. Đại đang là những hình ảnh ghi trực tiếp từ sân nhà thi đấu của thôn Phú Xá. Đây là giải đấu làm trọng chuỗi lễ hội Văn Thỏa. Vẫn còn. Văn Môn đang thi đấu rất kiên cường. Đặt bóng tốt. Điểm bóng cho Văn Môn 11-15. Và người vừa ghi điểm cho đội Văn Môn là Trương Đức Lộc. Điểm bóng đang được ghi cho Văn Môn với điểm bóng là 11-15. Lợi điểm vẫn đang được nghiêng về đội Yên Phụ. Đức Lộc phát bóng. Quá đẹp rồi, đội được trao cho ai đây? Yên Hải. Yên Phụ đã bóng tốt, điểm bóng Yên Phụ 16-11. Rất là hiệu quả. Vừa rồi là một tình huống xử lý bóng khá khéo léo của vận động viên số 6. Rồi hai đội. Vâng, số 3 Văn Thỏa phát bóng. Văn Thỏa. Phát bóng không qua lưới. Điểm bóng cho Văn Môn 12-16.
Quá đẹp rồi. Lần này trọng tài đã bắt lỗi chủ công số 6 đã có thể tiến hành công bóng chưa qua lưới. Điểm bóng cho Văn Môn 13, 16 Văn Môn cố gắng lên chỉ còn 3 điểm nữa thôi. 13, 16. À, cách biệt điểm đang chỉ là 3 điểm số thôi. Ai cho lỗi rất hay cái chân rồi của số 1 của Quang Toán vẫn còn. Có lực cứu bóng của vẫn chân. Còn. Ai. Toán sang rồi. Chào cho Biên Bốn vẫn chưa thành công, vẫn còn phản công cho Văn Môn. Quang Hải rất mạnh, điểm báo cho Văn Môn 14-16. Tấn công chạm tay rắn bên phía Yên Phụ đi ra ngoài, tình huống tấn công bóng là rất mạnh và điểm bóng đang là 14-16 rồi. Phải là ban huấn luyện bên phía Yên Phụ đã phải xin vui hồi ý. Thời tiết hiện tại đang là rất lắng. Yên Phụ là bóng tốt, điểm bóng trên Phụ 17, 14. Rồi là câu trả lời của chủ công số 6 bên phía Yên Phụ. Đặt bóng tốt, điểm bóng cho Văn Nguyên 15, 17. Văn Môn sẽ thay đổi người, Tuấn Anh số 6 ra sân và Văn Hưng số 7 vào sân. Bỏ bóng tốt, điểm bóng trên Phụ 18, 15. Hiện tại điểm bóng đang là 18, 15. Văn Môn cố gắng lên, chỉ có 3 điểm nữa thôi. Quang Hải vẫn còn. Pha đá bóng rất hay của Giang Calaghen. Vẫn còn. Đá bóng không qua lưới, điểm bóng cho Yên Phụ 19, 15. Điểm bóng cho Văn Môn 16-19. Văn Môn cố lên. Chắn bóng tốt, điểm bóng cho Yên Phụ 20-16. Khá hay bên phía Yên Phụ. Bóng tốt, điểm bóng cho Yên Phụ 21-16 và kết thúc set đấu đầu tiên. Đội Yên Phụ đã thắng đội Văn Môn với tỷ số 21-16. Vâng, khán giả của Văn Môn như là dàn dự phòng, các cầu thủ trẻ rất cao giáo nhưng mà thi đấu với nhau chưa được ăn ý. Đề nghị các cầu thủ Văn Môn sẽ thi đấu thứ hai và thắng được. Đội Văn Môn mà thắng thì anh chỉ khách chơi và anh Diễn sẽ thưởng 2 triệu đồng. Ồ, cái gì? Và đội Yên Phụ mà thắng thì anh Bách sẽ thưởng 1 triệu đồng. Đề nghị đội Yên Phụ.